Và chúng con cầu nguyện cho chủ quyền phép tổ thịnh độ siêu sanh phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Rồi, con gửi cô, con cảm ơn luôn. Dạ. Đó. Cho bắt 5.000 nè cô bác. Ngay cái khu vực của dưới Vua Gia Long nè. Máy của mình hình như là nó bị xì dầu rồi cô bác. Đi tới đâu là phải đổ dầu vô tới đó, đi tới đâu phải đổ dầu vô tới đó gì nè. Chú cũng ở Đồng Tháp nữa phải không? Đó, nguyên cái đoàn Đồng Tháp luôn, nó xứ sở trái cây. Xứ sở trái cây nè, nó bánh tráng cũng ở Đồng Tháp luôn. Mừng ha. Chó Phú Quốc đó cô bác, có cái sấy ở trên lưng nè. Ủa vậy là cái đoàn của mình là ở tỉnh nào ta? Dạ, cũng An Giang chú. Ở An Giang hả? Dạ. Tôi ở Cần Thơ, An Giang là ngay thành phố luôn hả gì? Dạ, thành phố Long Xuyên. Ngay ở trên thành phố luôn ha. Anh chị em mình đi xuống miếng cái hai con hổ thì cho biết thôi với mình đừng chung hang. Tại vì chung hang thì thời gian không có và không có ai dẫn mình chung hang. Thì hãy nhắc đến cái hang Bạch Hổ ở núi Cấm là cái khu vực của Dầu Thiên Tế này nè cô bác. Đi sâu xuống dưới là khoảng 150-200m nữa mình mới tới. Tại vì hình như chưa có cô bác nào quay cái hang Bạch Hổ này hết. Thì lần này sẵn dịp đây mình sẽ quay cái hang Bạch Hổ để cô bác tham quan luôn. Có nghĩa là đây là một cái hõm đá thiên nhiên cô bác, thiên nhiên hoàn toàn luôn. Rồi ông Hổ ngày xưa vào đây ngủ. Khi đi vui vẻ mạnh lành, khi trở về nhà giải hết quả căn. Bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh dỗi bình an. Sớm kết duyên lành cùng Phật Pháp, nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành Phật quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là có một cái điện thờ nữa nè cô bác. Đó, ở đây có một cái điện thờ như cô bác mình thấy đây đây. Điện thờ đó cô bác. Cái điện thờ bên trong như cô bác mình thấy. Giờ mình sẽ quay về ở phía bên trong ở đây. Ở dưới một cái gốc cây da này cũng có một cái điện thờ nữa nè cô bác. Đó. Ở đây có tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cao khoảng chừng 5 tấc. Ở đây đây. Đó. Như cây da. Ở đây có một cái điện thờ nữa, mình không rõ ở đây là cái điện thờ gì, thấy có sơn đỏ đỏ trên những cái hòn đá đó cô bác. Cây này không biết phải cây da hay không, cây da hay là cây sọp không biết. Rất là to, ở phía bên trên của mình. Đó. Rất là to cô bác, đó. Cái tàn rất là rộng luôn. Cái tàn mà cái diện tích của nó là chắc cũng cả 100m², khủng khiếp không. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây để cô bác xem nha. Ở đây là tận cùng của cái khu vực cái giếng Vua Gia Long rồi đó. Có thể một chút xíu nữa cô bác sẽ di chuyển qua cái khu vực của cái Dầu Thiên Tế đó. Ở đây có một số võng là mình có thể nghỉ ngơi được nè cô bác. Giờ ở đây là cái điểm tận cùng rồi. Thành ra ở đây là cũng hết đường rồi đó cô bác. Ở dưới đây là một cái thung lũng nè đó. Cái thung lũng ở dưới đây rồi đó. Rồi mình sẽ quay ngược về cái hướng bắc của mình cô bác đó. Bây giờ cái hướng bắc của mình mới giờ mặc cái quần áo chỗ nào thầy dạy em hỏi kiểu này. Rồi chú vui luôn. Anh Minh đọc sách á. Gặp nằm mình không biết lượng mình trở lại. Hay chưa. Vậy là cô bác mình tới đây nghỉ ngơi ở đây. Ở khu vực này. Giờ Tường lên đọc bài giảng đi Tường ha. Cô bác mình sẽ cúng. Rồi, mình sẽ đi vòng lên phía trên cô bác. Thì xung quanh ở đây là có một số cái điện thờ như cô bác mình thấy. Có một số cái điện thờ nhỏ thôi cô bác. Và ở đây nghe như các chú nói thì ở đây là những cái điện thờ của những cái quan cận thần
đi theo đức vua trong cái thời gian mà chạy giặc Tây Sơn đó. Mình thấy ở đây đây có một số điện thờ nè cô bác, một số điện thờ ở phía bên trong. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chuyển hướng về vốn sâu cho nhân loại. Sẽ gặp tình ta trong khói, ta đã mang một khối tình dường như thể hại giới xuân. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài làng chung. Đó, ở đây là toàn bộ khu vực của cái giếng vua Gia Long đó cô bác. Thì mình quay tới đây thôi để tiết kiệm đi và tiết kiệm có thể nhớ. Thì một chút xíu khi vào cái thời cúng chính thức thì mình sẽ quay tiếp cô bác. Thì lịch sử vẫn còn ghi rõ lại Gia Long chạy giặc Tây Sơn, Hắc Cơn Buôn Tẩu, Lâm Sơn Ảnh Bình, Đúc Rơm Nguyện Giới Thiên Đình, chém vào đá cứng nước Bình dâng lên. Thì khi mà bậc thiên tử người ta cái phước đức lớn đó, một khi đó người ta nguyện cái gì là có cái đấy. Thử hỏi như mình đây, mình cầm cái dao để mình chém xuống đây cái là mẻ dao liền chứ làm gì mà đá nước dâng lên. Nhưng mà do cái bậc mà phước đức lớn là có việc gì. Từ lẽ đó mà trong cuộc đời đó, nếu như tất cả cô bác anh chị em mình gắng cố gắng, mình tạo cái phước lớn cho mình nhiều chừng nào thì cuộc đời chúng ta thoải mái nhiều chừng nấy. Ông bà xưa người ta bảo cái câu là có đức làm sao quý vị, mặc sức ăn, đúng không? Có đức rồi là mặc sức ăn. Còn nếu như không có đức thì dù cho chúng ta ước mơ, chúng ta có nguyện bao nhiêu đi nữa, tuy là có thiệt nhưng mà lấy quay rồi nó sẽ vụt tắt. Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân. Cái người mà có lòng tốt trời đất không bỏ, cái người mà tấm lòng mà hiếu hảo á trời đất cũng không bỏ. Còn con kể quý vị nghe cái mối chuyện hai vợ chồng của ông chính giả có ba đứa con. Ông nói bây giờ ước mơ làm sao là cái chàng rể thứ nhất đó là phải nhanh lẹ, chàng rể thứ hai đó là phải biết tiết kiệm trong cuộc làm ăn, chàng rể thứ ba đó là phải là sai đâu là làm đó. Thì ba cái chàng rể mà được lựa chọn như ý một thời gian. Bữa nọ thì cái bà chứng giả đó ngồi trên chiếc xuồng ở dưới cái dòng sông đó, không biết sống đánh làm sao đó, bởi văng tốt dưới nước đi. Cái ông rể thứ nhất tôi là cái ông rể lễ phép đó, ông thấy thì ông có vớt về nhà, ông đem xà bông thơm xuống ông tắm đâu có chừng 20 phút đồng hồ, ông lên ông mới quỳ xuống ông thưa tía. Ông hỏi cái vụ gì, hồi nãy con ở trên bờ dòm xuống dòng sông thấy bà mẹ ngồi trên chiếc xuồng bị sóng đánh bởi văng tốt dưới rồi. Hỏi nãy giờ lâu chưa, nói dạ độ nãy giờ cả nửa tiếng rồi. Nói sao mày không chết ba lên, nói tại vì lễ phép mà tí dặn con nói chuyện cái gì ăn mặc sạch sẽ có đầu có đuôi mới được. Ông nói mày lại thế này là chết bà, còn gì mày vớt bà lên coi. Đến chừng vớt bà lên là nhũng cụ đeo rồi, nửa tiếng sao sống. Chồng còn vợ phải ra đi, nhân gian âm cảnh biệt ly sau đành. Thề rằng vui khổ tử sanh, thủy chung như nhất mà nay đành bỏ nhau. Khi mà bỏ mắt rồi thì bây giờ chỉ còn có cách là tìm chôn cất bà thôi. Thì cái ông mà Hà Tiễn đó sai ông đi ra ngoài mà mua giùm cái quan tài về nhà đang chuẩn bị liệm chôn má mày. Dùng sai chúng Hà Tiễn đi ra ngoài trả giá.
hỏi chứ cái này nhiêu cái? Ông chủ nói 5 đồng, ông nói mắc quá mắc quên. Bây giờ 3 đồng được không? Ông kia nói cái gì nó thách chứ cái này đâu có nó thách giá một à. Nói giờ tôi ông mới có làm quen lần đầu, tôi bán cái lớn đi, mới mốt có gì tôi ra tôi mua nữa. Nhưng làm ăn mà dám gối đầu cái chủng này, bỏ tay nhau luôn. Đây, cái này ông trưởng nó không có được, bây giờ nhất giá 5 đồng, 5 đồng. Nên bây giờ nếu mà ông không đồng ý vớt cho tôi, ông phải, tôi đồng ý tôi mua 5 đồng nhưng mà ông phải tặng tôi thêm cái quắc mưa mới chịu. Để hạ tiện ông mưa sao cho có lời tôi được. Rồi ông kia nói bữa nay tôi khuyến mãi anh luôn, mua một tặng một. Rồi kêu hai chiếc xe chở cái quan tài cái quắc về tới cái cửa, tí ơi vô rồi tí ơi. Ông nói mày đi mua quan tài làm gì vô mày, nói sáng làm ăn được cái tí. Con hỏi nhiêu 5 đồng con trả 3 đồng không bán, cuối cùng con xin thêm cái nữa mình hai cái luôn tí ơi. Ông nói chẹt lên một cái một thì chôn má mày, còn cái này gì mà chôn tao phải không? Tao chán quá, nhà này chắc tao đốt quá à. Rồi tóc không gửi nhanh lẹ tôi bước vô nghe nó nhà này chắc tao đốt quá à. Ông lấy cái canh xăng ông liệm trên nút nhà đó, ông châm lửa sạch khói cho anh. Đang nói chuyện mà khói nó bốc quá trời á. Nói nhà là anh vừa bốc khói, nó dạ thích cha, ông nó đốt nhà nó, mà kêu nó tao kia nó nào. Nó con nghe nó, tí nói là nhà này chắc tao đốt quá à. Sợ lầm chậm tí la con. Rồi cuối cùng cha con ra mua chuối rồi. Ở đây ý nói là ước mơ, lễ phép, nhanh lẹ, tiết kiệm có những ý muốn đó, nhưng mà cái phước không có, cuối cùng cũng không chịu được. Thế thì trong cuộc đời này mình ráng cố gắng nha cô bác, cái phước đó nó không có đâu xa lạ chứ đó. Nam mô với Đạo Phật có phước nè, rồi chúng ta ăn chay tháng 4 ngày lần lên là có phước nè, mình kính trọng cha mẹ có phước nè, mình thương xót những người già có phước nè, gặp ai nghèo khổ lỡ đường mình giúp đỡ người ta là phước nè, rồi nói chuyện vui vẻ mình sống với nhau có cái tình thương chân thật, cái đó là cái phước đó. Như vậy là cuộc sống mình sẽ được thanh nhàn an lạc, còn trái lại thì nó sẽ một cái điều mà không tốt đến cho cuộc đời chúng ta. Thôi thì bây giờ chương trình sinh hoạt mình đến đây sẽ được tạm dừng. Cô bác anh chị chúng ta sẽ đứng lên mình cúng nơi điện Gia Long, rồi xong chúng ta sẽ qua bên dồ thực tế bên kia, rồi mình sẽ trở lại cái nhà trọ của Phương. Rồi cô bác, bây giờ tới cái giờ cúng rồi đó cô bác. Bây giờ là cúng ở cái khu vực của giếng Du Gia Long đó cô bác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đoàn của chúng ta có về Thiên Cẩm Sơn Kính Giếng, và đến đây là điểm Vua Gia Lâm. Và cái nơi này điểm đầu tiên mà hôm nay đoàn của chúng ta vào ngày 8 buổi trưa hôm nay đang giếng ở nơi đây. Cô bác mình cúng xong rồi thì cô bác mình dừng lại để chụp lại bôi hình lưu niệm tập thể nha quý vị. Và đây kính mời quý vị gác bỏ hết nhân duyên trở về tâm thanh tịnh. Thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu thiên nguyện chuyện gì thành tâm. Tây phương đi ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Và đây kính mời quý vị hướng về chánh điện Vua Gia Long đồng kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời cô bác mình chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bại Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay vào ngày 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi, đoàn hành hương của chúng con từ Lê Dung có trở về kính giếng Thiên Cẩm Sơn, đến đây là điểm giếng Vua Gia Long. Giờ đây chúng con thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, đất nước Việt Nam được mưa hòa gió thuận và bá tánh được an cư lạc nghiệp. Và chúng con cầu nguyện cho phủ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và cầu nguyện cho đoàn của chúng con khi đi du sơn chuyến này về giải thoát quả căn, tiêu tan chướng nghiệp, tập bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khẩu, và trở về nhà kết duyên lành cùng Phật Pháp, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công kết quả. Nam mô A Di Đà Phật. Và bài tỉnh lễ tỉnh Nam mô A Di Đà Phật. Thì thôi tỉnh lễ tỉnh Nam mô A Di Đà Phật. Tỉnh lễ tỉnh Nam mô A Di Đà Phật.
và mời cũng lễ cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đồng cháu ba tháng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Và kính mời cô bác mình gom lại chúng ta chụp một cô hình tập thể lưu niệm. Bây giờ qua bà bán. Rồi, quý vị mình qua đây. Đó, chắc là xong cái thời cúng ở cái chỗ cái giếng Vua Gia Long đó cô bác. Thì ở đây là có tổ chức chụp tập thể, chụp hình tập thể đó. Thì mình sẽ quay cái khung cảnh mà toàn bộ cô bác trong đoàn để mình xem rõ từng mặt của cô bác hết nha. Đó cô bác, à, tất cả các cô bác lúc này đang chụp bức ảnh lưu niệm đó cô bác, nhìn thấy đó. Vô ngang bôi cuối cùng nha, bôi nữa nha. Dạ, dạ rồi nè, bôi này cuối cùng nha rồi. Rồi mấy con cười tươi nè, mấy chú, anh với chú kia đứng ra ngoài kẻ nè, đứng đâu thấy đâu. Ờ, ra ngoài kẻ luôn. Ờ, nè, kế kế con bác nè. Đứng đứng cái bán này vô trong cái ổng. Cho nó đựng cái miếng cao su đó. Rồi đúng rồi đó, rồi. Rồi nè nhìn nha. Rồi hai chín 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 vô. Cái chú đứng sao cơ chú tỏ cao cao đây chứ. Rồi cô. Rồi cô nói mình cái gì ơi. Rồi nhìn máy nha nè rồi. Rồi cười vui vẻ lên. Rồi chín chín. Rồi hai ba là chờ cơn gió tành sẽ lần bước kỳ ra thấy thiền tinh chan hòa giọt ly tâm não đụng chánh nghĩ xa vời chim trời dựng ổ chiều mới bầy con chiêu chích cả đời nhàn thông. Ba là rồi đẹp rồi. Có thấy sao rồi? Dạ thấy chứ. Rồi bây giờ quý vị nào có rửa tập thể không? Cho biết rằng là chiều ăn rửa. Không phải cho coi thấy đẹp. Dạ. Coi rồi coi. Cô bác mình có rửa tập thể không quý vị ơi? Thôi coi đi về cho coi đi. 100 bôi luôn cũng có. Đâu được. Chiều cho coi ai ai đặt thì ghi tên. Vậy ha. Rồi. Ai rồi được. Xong quá cảm ơn rồi. Không đẹp thôi. Rồi chỉ là chụp xong bức hình tập thể đó cô bác. Thì giờ có thông báo cô bác mình đi qua bên giờ thiên tế cô bác. Chuyển qua bên cái giờ thiên tế đó cô bác. Có biết rằng là chiều ăn rửa. Dạ. Cô bác mình có rửa tập thể không quý vị ơi? Vậy ha. Rồi vậy. Quải cái máy cường ơi, cường đâu còn. Giờ con thông báo cô bác mình đi qua bên giờ thiên tế nha cô bác. Rồi đó cô bác, chắc này các cô bác trong đoàn đã di chuyển qua bên cái giờ thiên tế thì cách đây cũng khoảng 200-300 mét thôi cô bác. Đó. Cái khu vực của giếng Vua Gia Long. Ở trên là cái điện thờ của Vua Gia Long, hay còn gọi là cái chỗ cái long sàn của ngài ngày xưa đó. Đó. Rồi, mình sẽ bắt đầu di chuyển qua khu vực của giò thiên tế nha cô bác. Để đây mình mua trái bắp. Cái này bắp chín phải không cô? Dạ. Dạ dạ. Ô, cô bán còn trái bắp ha. Mấy trái cũng. Một trái cô lọc cho con, con ăn dọc đường con có một tay. Rồi bao nhiêu vậy cô? 5.000. Dạ. Rồi, con gửi cô, con cảm ơn luôn. Dạ. Đó, trái bắp 5.000 nè cô bác. Ngay cái khu vực của giếng Vua Gia Long nè. Đó. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Ai? À, cái này là bổ sung năng lượng cô bác. Mình di chuyển rất là nhiều, phải ăn uống liên tục như vậy nè. Đó. Còn các cái cô bác đi thì khỏe hơn một chút xíu, ăn ít cũng không sao. Đó. Và mình bắt đầu di chuyển tiếp tục qua các khu vực của giò thiên tế nha cô bác. Đó. Rồi. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây trước khi rút đi để cô bác tham quan nha. Đây là cái hướng trở ra của mình lúc nãy nè cô bác. À, tức là bây giờ mình sẽ di chuyển qua giò thiên tế đó.
mình quay ngược vào, mình quay ngược vào ở hướng bên trong của mình, tức ở đây có một số cái quán cốc nhỏ mini nè cô bác, và ở phía bên trong là cái khu vực của đền thờ vua Gia Long, giếng vua Gia Long rồi vân vân đó. Ở đây là có rất là nhiều võng luôn, mình có thể ở đây nghỉ ngơi rồi rất là thoải mái, đây cũng khá là mát. Rồi mình sẽ theo đoàn tiếp tục di chuyển ra, thì mình có thể bắt xe ôm cô bác, bắt xe ôm đi tận tới nơi đây luôn cũng được. Đó. Chắc này là bổ sung năng lượng. Để rửa kiếp sao một cái nữa. Quay cái bàn này nè, cái bàn này nó hung dữ quá. Nó lại ở trời chết. Đi núi mà ai hung dữ. Đó. Rồi mình tiếp tục di chuyển cô bác. Mình cứ chạy coi coi trước. Còn quá khỏe mà. Chạy cái máy đó là máy Nhật hay gì đó. Nó nhỏ nhỏ cho máy nó chạy hoài không biết không hư đó. Để đi mà. Vừa đi về quá. Đi lăn xả mà. Còn cái máy của mình hình như là nó bị xì dầu rồi cô bác. Đi tới đâu là phải đổ dầu vô tới đó, đi tới đâu phải đổ dầu vô tới đó như nè. Đó. Vô rồi, vô rồi. Dạ. Có giúp con ăn mà ta kêu vô. Có gì làm cho số con chứ mà. Ơi. Vô. Cô bác. Cái đoàn mình đang di chuyển đi. Cái đội hình rất này rất là đẹp luôn. Đó. Viết lên đang mình vô phim luôn. Mày coi. Cái đoàn hành hương mình di chuyển từ ở trong cái giếng vua Gia Long ra đây là mình đã trổ ra cái con lộ cũ của mình cô bác. Nếu mình quay qua cái hướng này có nghĩa là cái hướng đổ bộ từ cái khu vực cái tuyến tránh đường lên chùa Phật Lớn đó cô bác. Mình đổ vào trong đây là khoảng 1 cây 2 số đó cô bác, rất là xa. Đó. Giờ dắt này là mình sẽ tiếp tục di chuyển vào phía bên trong của cái dầu thiên tế cô bác. Đó, thì từ đây đến cái dầu thiên tế là khoảng 200 mét thôi. Giờ cái con đường cũng rất là dễ đi, giờ gần như là mình không có sợ bị lạc cô bác. Thì tại ở đây đến đó là chỉ có một cái con đường duy nhất thôi. Và đến đó là mình đã cùng đường rồi, thành ra mình sẽ không có sợ bị lạc nữa. Đi mấy cái tiếng khác thì sợ, nhưng mà ở đây thì không sao. Đó. Trời nắng chang chang luôn nè. Đó. Cái máy của mình là nó bị xì nhát xì dầu vậy rồi, thành ra là mình phải nạp liên tục vô vậy nè. Đó.
nó nạp liên tục vô, đó, khủng khiếp không? Cái máy này hao dầu quá. Không, phải nạp dầu vô liên tục gì nè, cái máy này nó chạy mới nổi, đó. Rồi, quay ngay chỗ cái cắn mình chứ, cái này đó. Răng đẹp mà. Nhích tới, nhích tới. Đó cô bác, ở phía trước của mình là đã cùng đường rồi đó. Thành ra mình đi là không sợ lạc ha. Cùng đường đó nhích lên trên có nghĩa là mình đã đến cái khu vực của cái dầu thiên tế rồi đó cô bác. Đó, cái đoàn của mình tới đây hình như là cũng kết thúc đoạn rồi. Biết không? Biết không? Biết không? Biết không? Đây. Biết rồi. Đây đây. Đây coi, đây coi, đây coi. Đây rồi. Ôi. Chó nó chạy theo nãy giờ nè cô bác. Tại mình cầm trái bắp nè nó cũng hơi sợ, nó tưởng là cái cục mìn hay gì á. Nó đây là cùng đường rồi đó. Cùng đường đi thẳng lên là cái dầu thiên tế. Và cái dầu thiên tế và cái dầu giếng vua Gia Long đó cô bác gần như là một, tại rất là gần với nhau. Hình như thành ra cô bác mà nói đi cái dầu thiên tế tức là giếng luôn cái điểm cái giếng vua Gia Long luôn. Và cái đoạn nào nói mà khi mà đến cái giếng vua Gia Long thì chắc chắn cũng có tham quan cái dầu thiên tế luôn. Biểu không? Biểu ai? Biểu không? Chó rất là hiền cô bác. Chó Phú Quốc đó cô bác, có cái sấy ở trên lưng nè. Trời ơi. Mừng hả? Trời ơi, phải có bánh cho con ăn ha. Không có bánh rồi. Con ăn bắp được không nè? Nè, bắp nè. Nè, nè. Ăn bắp được không nè? Không ăn bắp rồi cô bác. Lên trên coi. Ấm được không? Ấm được không? Ấm luôn. Ấm luôn. Ôi giời, ấm lên luôn nè cô bác. Ấm lên luôn. Dưỡng lên luôn. Dưỡng lên luôn. Cỡ lên. Nè cô bác giùm nè. Ấm luôn nè. Ấm luôn. Ấm luôn. Đó. 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 Lên. Rất là hiền cô bác. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây để cô bác xem nha. Ở đây là có rất là nhiều những cái điểm để mình tham quan luôn cô bác. Và cái tuyến sau lưng của mình đi vừa đi trổ lên đó cô bác. Và tới trên đây tức là mình đã đến cái khu vực chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó có một số điểm giếng nào cô bác. Ở đây đây là dòng thiên tế, còn có một cái tên gọi được gọi là hang hồng hổ. Thì vừa qua sư mỏng cũng đã giới thiệu cho quý vị mình biết. Thì ở dưới mấy cô bác anh chị em mình đi xuống giếng cái hang hồng hổ thì cho biết thôi với mình đừng chung hang. Tại vì chung hang thì thời gian không có và không có ai dẫn mình chung hang. Cho nên vì vậy mà đến nơi đây thì kính mời cô bác mình ngồi thư giãn đánh thức và dùng nước cũng như bún có mì có bánh nữa thì cô bác mình thư giãn cho nó khỏe rồi chút xíu rồi chúng ta sẽ bắn. Toàn bộ các khu vực, cái quán ở bên trong nè cô bác. Thì ở đây là chỉ có một cái quán duy nhất thôi. Ở khu vực này chỉ có một cái quán duy nhất thôi. Và cái ngày thường á cô bác, cái ngày thường ở đây rất là vắng, rất là ít khách. Nghe những cái dịp mà có những cái giờ năm là cái giờ kinh tế ở đây mà chúng ta đang đặt chân buổi trưa lên đây. Giờ đây thì cô bác mình ngồi thư giãn và dùng nước uống của bánh. Chúng tôi sẽ thành lòng đọc lại một bài giảng cho quý vị mình đồng nghe. Để mình giới thiệu sơ cái khu vực này nha cô bác. Nếu như từ ở dưới mình đổ lên nè, mình rẽ phải là có một số cái điện thờ mình có thể tham quan ở cái khu vực cái vò đá này đây. Qua bên trái này mình quẹo lên cũng có một số cái điện thờ nữa, nhưng mà ở đây cái khu vực này không có quan trọng cô bác. Ở đây có một cái điểm chính, có nghĩa là mình đi thẳng về ở phía trước của mình đó cô bác, tức là cái hang ông hổ, cái hang ông bạch hổ ở phía trước đó cô bác, đó là cái điểm chính. Và toàn bộ cái khu vực ở phía sau này chỉ là những cái mỏm đá ở trên rừng thôi, thành ra nó không có quan trọng lắm, mình cũng không có cần tham quan ở dưới này. Ở chỗ này là cái khu vực giống như là trong rừng hoang sơ, không có gì hết đó. Vậy thì mình đến đây cái khu vực của cái vò thiên tế này thì mình chỉ tham quan một cái điểm chính, cái điểm chính đó là cái hang ông hổ thôi đó, cái hang ông hổ. Rồi chắc này mình sẽ xuống dưới tham quan cái hang ông hổ nha cô bác. Cái tiếng này là dẫn mình xuống cái hang bạch hổ đó cô bác. Dạ hình như không có ai xuống đây hay gì, hình như cô bác chưa xuống đây. Thì đợi một chút xíu nữa cô bác xuống đây thì mình sẽ xuống tham quan chung luôn cho nó vui đó. Thì hãy nhắc đến cái hang bạch hổ ở núi Cấm là cái khu vực của vò thiên tế này nè cô bác. Đi sâu xuống dưới là khoảng 150 đến 200 mét nữa mình mới tới. Đó là cái điểm chính của cái vò thiên tế. Chứ ngày xưa là ở đây là rất là nhiều những cái cây thiên tế luôn, nhưng mà bây giờ cô bác đã đem về nhà để làm cây kiểng hết rồi, thành ra cái khu vực này không còn thiên tế nữa. Đó, mình sẽ quay ngược lên ở phía bên trên. Đó. Rồi đợi khi nào có cô bác đi xuống thì mình sẽ đi xuống theo. Đó. Rồi, vậy là chắc này có hai vị đi xuống rồi nè, mình sẽ tháp tùng đi xuống theo tham quan cái hang hổ cô bác. Đó. Ở dưới này là cái hang bạch hổ. Cái hang bạch hổ là cái điểm chính của cái vò thiên tế mình đó cô bác. Thì nghe nói ngày xưa là ông bạch hổ ở đây có một thời gian có giao đấu với một số hổ ở bên núi Bà Đội Ôm á cô bác. Có một số hổ bên núi Bà Ôm có di chuyển qua đây tranh giành địa bàn với ông bạch hổ ở đây. Nhưng mà hổ ở bản là hổ thường cô bác, còn ông bạch hổ ở đây là ông hổ rất là linh. Thành ra khi mà di chuyển qua đây để tranh giành địa bàn á cô bác, gặp bạch hổ là phải chạy tuốt về bên núi Bà Đội Ôm hết. Đó. Thì nghe cô bác ngày xưa là kể lại như vậy. Và những cái ông hổ ở bên núi Cấm này thì đa số là những cái ông hổ tu hết rồi cô bác. Đó, ông rất là hiền. Gặp người là ông hoàn toàn là không có hù dọa hay là ông ăn thịt như những hổ thường đâu. Bên này rất là hiền. Đó. Rồi giấc này mình sẽ xuống tham quan. Phía dưới cũng có một số cô bác đi rồi nữa kìa. Đó. Em đi nhưng mà em đâu có biết, em tới chỗ anh không biết mà.
Đó cô bác, ở phía trước của mình là cái khu vực điện thờ của ông Bạch Hổ đó cô bác. Thì cái hang Bạch Hổ này rất là gần thôi, khoảng chừng 3 mét thôi cô bác. Khoảng 3 mét thôi, thành ra nó rất là dễ chung. Nhưng mà cái thời gian mà giả sử như cái đoàn cô bác mà 200-300 người để chờ từng người chung vào tham quan đó thì nó rất là lâu. Những cái hang khác ví dụ như là điện 13, hang mẹ đẻ rồi vân vân, khi mình chung á cô bác, từ một cái tiếng này mình trổ qua cái tiếng kia là thành ra mình có thời gian. Còn ở đây là cái đường cùng, cái hang cùng, thành ra mình chung vô và đợi chung ra nó rất là lâu đó. Thì mình chắc này sẽ xuống dưới tham quan cô bác đó. Khu vực của hang Bạch Hổ đây đó. Rồi bỏ cái ba lô ở đây rồi mình sẽ vào bên trong tham quan nha cô bác. Để mình bật cái, để mình mở cái đèn ra và vô tham quan nha cô bác. Tại vì hình như chưa có cô bác nào quay cái hang Bạch Hổ nữa hết, thì lần này sẵn dịp đây mình sẽ quay cái hang Bạch Hổ để cô bác tham quan luôn. Rồi cô bác, hiện tại là cái khu vực ở đây gọi là hang Bạch Hổ của núi Cấm đây cô bác. Thì ở đây là có một cái điện thờ hang Bạch Hổ ở phía dưới đó. Thì sẵn đây mình sẽ tham quan một vòng ở trong hang để cô bác nào mà chưa có dịp đến đây mình xem cái video này để mình tham quan hang Bạch Hổ luôn hả cô bác. Đây là toàn cảnh ở phía ngoài của mình, đây là cái hướng Tây nè cô bác. Mình đang xây về cái hướng Bắc của mình ở trên. Ở đây là một cái thung lũng rất là sâu cô bác, sâu hun hút ở dưới luôn, không biết bao nhiêu mét luôn. Giờ mình quay về cái hướng đông của mình thì cũng có một cái điện thờ mini ở phía trên đó cô bác. Đó, quay về cái hướng nam của mình thì là cái lối mình dẫn xuống cái hang Bạch Hổ đó cô bác. Đó, ở phía trên một số cô bác đang di chuyển xuống đó. Đó, và ở đây tức là cái điện thờ của hang Bạch Hổ đó cô bác. Đó, ở bên ngoài thì mình sẽ thấy bức tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao khoảng 1m2 ở phía bên ngoài đó cô bác. Cái không gian bề ngang là khoảng chừng 4m và cái bề sâu từ đây tới cái cửa hang là khoảng 12m cô bác. Đó, thì mình sẽ vào tham quan ở phía bên trong ha. Bên ngoài là cái tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đây. Đó, tới đây thì mình sẽ thấy một cái dòng chữ nè cô bác, hang Bạch Hổ ở đây. Như cô bác mình thấy đó ha, hang Bạch Hổ, có thờ hang Bạch Hổ hai bên. Ở phía trên cái gầm hang nè cô bác. Cái gầm hang vậy chú ở trong đây, để con vô con quay luôn chú ha. Dạ, để con vô con quay luôn. Dạ. Rồi, rồi. Ở trên cái gầm ở trên nè cô bác. Bò ra đó. Ông hổ đó, ông hổ trắng đó. Dạ. Ở trên đây cô bác, cái gầm hang ở trên là có một cái số hồn giá thiêng liêng ở phía bên trong và cái không gian ở phía bên ngoài của mình đây cô bác. Có nghĩa là mình đang nhìn ngược về cái hướng bắc của mình ở phía bên ngoài đó. Có một số cô bác đang tiến hành đến bên cái hang Bạch Hổ này và tham quan, và một số cô bác cũng đã chung hang rồi đó. Rồi, mình sẽ vào bên trong tham quan cô bác. Rồi xong rồi phải không? Tới rồi, xong rồi. Thì cái hang này bề cao là khoảng 5 tấc cô bác. Và bề ngang cũng khoảng 5 tấc thôi. Cũng vừa một cái người trưởng thành chung vào. Thì giấc này mình sẽ vào tham quan nè cô bác. Đó. Đây là hang Bạch Hổ nè cô bác. Phía bên trong có hang Bạch Hổ nè cô bác. Có nghĩa là đây là một cái hõm đá thiên nhiên cô bác. Thiên nhiên hoàn toàn luôn. Rồi ông hổ ngày xưa vào đây ngủ ở trong này nè cô bác. Đó. Thì tới đây là mình đã cùng đường rồi đó cô bác. Đó. Thì cái hang này sâu là khoảng 3-4 mét thôi. Lên trên đó là cái trần hang đó cô bác. Đó. Thì cái hang này cũng khá rộng, thành ra mình đi cũng rất là dễ cô bác. Đó. Và cái bề ngang từ đây qua đây nè cô bác là khoảng chừng 4 tấc rưỡi cô bác. Đó. Ở đây mình có thể xây người mình di chuyển được luôn, cũng rất là tiện. Đó. Ở đây là có một cái bùn binh nè. Cái bùn binh nè đó. Ở đây là khá rộng cô bác, như cái chỗ của mình đang cầm cái đèn mình đưa qua đưa lại nè cô bác, là khu vực này bề ngang là khoảng 1,5 mét đó, 1,5 mét. Và cái trần hang từ ở dưới cái trần hang nè cô bác lên trên là khoảng 1,1 mét đó.
đó, mình có thể mình đi đi khòm được đó cô bác, thành ra cũng khá là rộng, mình đi cũng rất là tiện luôn đó. Rồi vậy mình sẽ quay toàn cảnh ở đây để cô bác tham quan nha. Đó, bên phải của mình cũng là đá thôi, đá ở phía bên trong nè cô bác, có những cái hốc nhỏ nè, có những cái hốc nhỏ ở phía bên trong nha cô bác mình thấy nè. Đó, giờ sâu ở bên trong của mình tới nhích xuống khoảng chừng 2,5 mét nó thì mình đã cùng đường rồi đó cô bác. Những cái kẻ đá nhỏ xíu là hết chung được nữa rồi. Và cái mạng bên phải của mình từ ngoài tính vào đó cô bác, cái trần hang đây đó, cái trần hang để mình quay cô bác. Thì đây là một cái hốc đá thôi cô bác, không có gì, một cái hốc đá thôi. Nhưng mà ông Hổ ngày xưa thấy cái hốc đá này ấm cúng á, ổng vô đây ổng ở cái khu vực này đó. Thì chắc này mình sẽ trở ra cô bác, vô nằm này mình sẽ trở ra. Để chơi cho cái cảnh quay phim nãy tôi làm thấy đồ ra lại coi đạp đó nha. Chứ mà chơi bị đồ rồi. Xong rồi đó cô bác, mình đã vừa tham quan xong cái hang Bạch Hổ đó, mình sẽ quay lại một lần nữa cái cửa hang để cô bác tham quan nha. Đổ mồ hôi đó cô bác, tại hai tay mình cầm hết rồi đó, phía trong của cái hang Bạch Hổ đó cô bác. Rồi mình sẽ đi ve ra để cô bác dễ nhìn hơn nha. Đi ve ra nè cô bác, cái bên ngoài của mình đây. Đó, cái trần hang của cái hang Bạch Hổ đó cô bác. Và cái gầm ở trên cô bác có làm một cái số cái tiếp lô xi măng, tiếp lô không, cái này là ton, bằng ton đó cô bác. Đó, ở bên trong là hang Bạch Hổ đó. Rồi lúc này cô bác đi trên còn ơn mình đây hả? Rồi rồi chắc này mình sẽ di chuyển lên trên nha cô bác, sắp mưa hay giờ chạy dứt lên cái quải cái phần lộ vô. Rồi quên bỏ cái đèn lên. Rồi tiếp tục di chuyển, mình chỉ sợ cái đòn ở trên là đi mất thôi à. Đó, còn cái đèn chưa kịp bỏ vô nè. Thời gian mình trung hang nó tốn thời gian rất là nhiều cô bác, hang Bạch Hổ ở dưới đó. Mình sẽ quay toàn cảnh một lần nữa rồi mình trở lên nha cô bác. Vì thiệt là nhanh không có kịp cô bác không nè. Ở phía dưới mình là một cái thung lũng đó cô bác, thung lũng đó. Mình quay về cái hướng đông của mình nè cô bác, có những cái mỏm đá rất là cao ở phía bên trên, mỏm đá rất là cao. Công nhận cái chỗ này rất là ấm cúng cô bác. Thành ra ông Bạch Hổ ông chọn cái vị trí này là cũng rất là hay, rất là ấm cúng, yên tĩnh nè. Rồi mình sẽ quay trở lên đó cô bác. Cái dốc này rất là cao cô bác, cái dốc này muốn thẳng đứng luôn, khủng khiếp thiệt chứ, cái dốc hết hồn hết vía luôn, không có cái bậc thang này đi là cũng chẳng ai lại khổ nữa. Cái dốc này quá đứng luôn. Mới lội chừng 50 mét mà đã thở khủng khiếp vậy là cô bác đủ thấy cái dốc. Mình chưa rút đi hay gì mà nghe cái tiếng lo đó không biết. Lên tới trên rồi đó cô bác. Mệt quá. Cái này là mệt thiệt đó cô bác. Tại mình quái theo cái ba lô, đáng lẽ nãy để cái ba lô ở trên được. Nhưng mà mình sợ nó có trục trặc máy quay ở giữa chừng, không có thiết bị thay thế. Mà cũng phải cô bác, nếu như để cái ba lô ở trên thì mình đâu có lấy cái đèn ra được. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển lên đó cô bác. Mình tới
cái điện thờ đó, của cái giò thiên tế rồi đó cô bác đó. Còn ở bên này là cái điện thờ của quan Ngự Sử, tức là một cái vị quan đi theo phò vua Gia Long trong lúc ngài đi chạy nạn ở đây đây đó. Và ở phía sau của mình, tức là cái tuyến đường đi đổ xuống cái hang Bạch Hổ mình vừa tham quan xong đó cô bác đó. Giờ mình trở lên ở phía trên của mình này nè, tức là cái khu vực của cái vò thiên tế đó cô bác. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển lên trên. Cho nên đó là khi mà nói quả giống cục xương, nói bây giờ ông nó kêu bà cục cưng, rồi bà kêu ông lại bằng cục gì? Cái bản ấy hình như chưa đi cô bác. Ông là bằng cục vàng chứ gì mày? Cho nên cái đoàn của mình á, đi chuyến này đó, nhiều khi cục cưng đi mà cục vàng không có đi. Cho nên nó là đi mà được nghe đạo nè, rồi được nghe sự tích cỡ điện vua Gia Long nè, rồi nghe đọc giảng nè. Những cái này là cái tốt đẹp không quý vị? Cho nên vì vậy mà quý vị mình đi về đó, nếu mà cục cưng đi á, cục vàng không có đi á, thì về là bắt đầu là chuyến này cho bả đi mà bả nghe đạo được, về bả tu, tu lý phục mè, tu đè học cải, tu lãi đường mê, tu về cực lạc, tu đạt niết bàn, tu sang tịnh độ, tu diễn ngộ. Mà chuyến này chuyến sau là cho đi nữa, tới cái đoàn của đại diễn là cho đi nữa. Còn cục vàng đi á, mà cục cưng ở nhà đó, mà chuyến này ổng đi về đó là ở nhà là ổng cũng đi DM không à. Còn chuyến này ổng đi về ổng không dám DM. Nó DM là cái gì không biết rồi đó. Tức là về ở nhà là nhắc, nhắc bà mẹ hoài à. Mà đi chuyến này không nhắc bà mẹ rồi phải không? Cho nên ta mới nói là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa cái đời nào kê. Chồng giận thì vợ phải buổi an, xuôi buồn thuận gió cái tàu than trọn bề. Chồng giữ thì vợ phải làm, chồng giữ vợ giữ nó tan tành chịu luôn. Thưa quý vị, cho nên bây giờ đó là mình sống trong cái cảnh mà chồng vợ đó là nó nghịch duyên lắm. Cái cô này đó là cái bữa mà con mới hồi sáng thì con mới lên đó. Rồi, hồi sáng. Thì biết là cái cô này ở dưới quê nhà đó, nguyên cái đoàn mình thôi có lên cái gì, con có tâm thiện. Mình sẽ di chuyển ra ngoài cô bác, quá mệt rồi, quá nực nổi rồi, di chuyển qua đây nghỉ ngơi một chút xíu cô bác. Đó. Chở gì à? Di chuyển lên đây thì nó mát chút xíu à. Rồi mình sẽ nghỉ ngơi ở đây chút xíu cô bác. Đó. Đó. Tới cái giờ cúng tập thể ở cái khu vực cái vò thiên tế rồi cô bác. Quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cả bốn chiến binh. Hôm nay vào ngày mùng 8 tháng 6 Liên Kỷ Hợi, phái đoàn chúng con trở về núi Thiên Cẩm Sơn kính viếng, hiện đang cầu nguyện trước vò thiên tế. Nhờ ơn Đức Phật, Đức Thầy, chăm quan chư vị, từ bi gia hộ cho quốc thế dân an, bá tánh dạng dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ, tịnh độ siêu sanh, gia đình chúng con được an lành, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nguyện cầu cho tất cả chúng con trên bước đường du sơn lễ Phật được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, khi trở về nhà giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, sớm kết duyên lành cùng Phật Pháp. Nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành Phật quả. Nam Mô A Di Đà Phật và kính bốn sáng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật và Sa Ba Sa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và chương trình cúng nguyện đã xong, và tất cả cô bác chuẩn bị hành lý, chúng ta tiếp tục viếng ruộng bốn. Em thẳng lên đây này, con này cũng được. Nói lên cái gì bắt đầu. Lên đường. Vậy là rất
này mình sẽ di chuyển qua cái giò ông bướm đó cô bác, là ở ngay cái tiếng cáp treo nước cấm đó cô bác, tiếng cáp treo của nước cấm ngay chân cái nhà ga trên của cái cáp treo luôn. Thì cái đoàn của mình đang di chuyển xuống núi đó cô bác. Non ông bướm cô bác, cái non ông bướm tức là cái nơi mà ngày xưa mà ông voi ăn ông bướm đó, về đó cư ngụ đó, nên mình còn gọi cái di tích cũ, nghĩa là cái nơi của những cái vị mà nổi tiếng ngày xưa cư ngụ đó, rồi sẵn rồi lấy cái nơi đó để đặt tên luôn, đặt tên là cái giò ông bướm. Rồi chút xíu mình sẽ quay tiếp cô bác. Rồi cô bác, thì từ cái vị trí của cái giò thiên tế ở đây, trước khi đi thì mình sẽ quay kỹ là một lần nữa để cô bác xem. Thì từ cái giò thiên tế này mình rẽ trái, tức là cái lối đi về cái hang Bạch Hổ đó cô bác. Giờ ở đây thì gần như là mình đã cùng đường rồi. Để hướng về cái hướng đông của mình thì ở đây chỉ là rừng thôi. Và cái mạng bên phải của mình có một số cái điện thờ nữa đây đó. Nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là cái hang Bạch Hổ của bác. Thì mình đến đây là có một cái quán đầy đủ nhu cầu thiết yếu ăn uống ở đây luôn, cũng rất là tiện. Rồi, lúc này mình sẽ theo đoàn và tiếp tục di chuyển qua cái giò bướm. Chạy. Này cởi cái đôi giày ra chút xíu để cho nó mát cái chân, quá hầm mà. Rồi chắc này mang vô lại thành nó hơi lâu một chút xíu. Các cô bác di chuyển ở phía trước đó. Để ở đây mình ngừng lại đây xả nước bớt một cái mới được. Rồi cô bác, vừa xả bớt cái nước trong người ra, chắc này mình nhẹ thêm được một chút xíu rồi đó. Đây, các cô bác đang di chuyển ở trước. Ôi, chạy theo ghế cờ mệt quá, thôi đi lấy ai đi. Chút xíu mình cũng bắt kịp à, tại cái máy của mình nó chì nhông. Chạy lấy ai, chạy hoài được hoài đó. Rồi, tiếp tục di chuyển luôn. Ở đây là cái rừng bên trái của mình là những cái cây sao của bác. Bên phải của mình là cái keo lá tràm, cũng có trà trộn một số cây sao nữa. Keo lá tràm hay còn gọi là cây tràm bông vàng, hay cái cây keo giấy đó của bác. Cái cây này lá rất là nhiều, ngày xưa người ta trồng để lấy lá của nó để làm giấy á. Mình cố gắng mình bước cái bước của mình cho nó dài ra để cho nó mau kịp nha. Yeah.
đây thì có một cái quán nữa nè cô bác. Thì cái quán này ngay chân cái ngã rẽ qua cái giếng Diều Gia Long ở bên trái của mình đó cô bác. À, cái ngã rẽ đó. Dạ. À, được rồi, được rồi. Ừ, cảm ơn nhiều lắm. À, được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm. Được rồi, được rồi. Được rồi. Được rồi. Dạ được rồi cô không sao đâu. Dạ dạ con ít ăn uống lắm. Dạ dạ được rồi cô. Ủa cô đi theo đoàn hay gì? Hay là đoàn khác? Ờ được rồi, được rồi. À, được rồi cô. Con ít ăn uống lắm, được rồi, được rồi. Ăn đi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô biết sao không? Sao? Kem có sữa con không có ăn. Dạ con ăn chay. Dạ. Dạ. Giờ lông ở trong này. Có thành kiếm nữa hả chú? Không có thanh kiếm mà cái đường kiếm của vua đường kiếm vua chém cái đường kiếm à. Dạ dạ cái đường kiếm đó thì có cái giếng đó chú, còn cái thanh kiếm thì không có. Dạ. Rồi rất cảm ơn cô luôn đó. Cô mời rất là nhiệt tình luôn đó cô bác. Thực sự mình ít khi mà nhận đồ của ai lắm, nhưng mà cô này mời rất là nhiệt tình luôn đó. 1, 2, 3, 4 25. Rồi con cảm ơn con đi luôn cô ơi. Ủa rồi cô này có đi theo luôn không? Dạ đi theo đoàn luôn ha. Dạ. Nhanh nhanh ngọn mẹ. Ở đây là mình được tặng một cái chai nước rồi nè cô bác. Được tặng chai nước nữa. Con đi luôn nghe chú. Dạ. Đó, từ ở cái quán Hồng Vàng nè cô bác. Rồi mình tiếp tục di chuyển đi ha. Đó. À, thì cái đoàn này là cái đoàn cuối cùng rồi đó cô bác. Đó. Vì chơi giống như cái đoàn đua xe đạp vậy cô bác, mình đi cuối cùng vậy chứ chưa chắc mình đã về đích cuối cùng đâu. Có thể một chút xíu là mình vượt qua cái đoàn kia cũng không biết chừng nữa. Trời ơi, hình như là có một cái đoàn của cô bác từ ở dưới đổ bộ lên nữa kìa. Cái này hình như là cái đoàn khác nữa cô bác. Không mà nhiều đoàn dưới vậy ta. Để mình hỏi ông chú thử coi cái đoàn của ông từ đâu đến nha. Thấy cũng vui quá kìa. Ơi, cái đoàn này ủa cái đoàn của mình là tỉnh nào lên hả chú? Lấp Vò Đồng Tháp. Đùa đoàn của anh Minh Nhí phải không? Đoàn khác ha. Trời ơi cũng ở Đồng Tháp. Con đi cái đoàn này cũng Đồng Tháp nhóc chân luôn. Lấp Vò Đồng Tháp, Lê Dung Đồng Tháp. Ồ cũng Đồng Tháp luôn. Ồ cũng công nhận hên thiệt gặp ta. Dạ dạ dạ. À, mình có duyên với cái tỉnh Đồng Tháp cô bác. Đó gặp cô bác ở Đồng Tháp nữa nè. Nó cái xứ sở trái cây cô bác. Ở Đồng Tháp trái cây rất là nhiều luôn. Cô bác ở Đồng Tháp nè. Nguyên một đoàn luôn. Đó. Ủa ông chú cũng ở Đồng Tháp nữa phải không? Đó nguyên cái đoàn Đồng Tháp luôn. Nó xứ sở trái cây. Xứ sở trái cây nè. Nó bánh tráng cũng ở Đồng Tháp luôn. Dạ. Đó. Quá nhiều cô bác ở Đồng Tháp luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển tới. Này này cái nhóm của mình bị rớt là làm sao rồi? Rớt tuốt là làm sao rồi? Ủa vậy là cái đoàn của mình là ở tỉnh nào ta? Dạ, cũng An Giang chú. Ở An Giang hả? Dạ. À tôi ở Cần Thơ, An Giang là ngay thành phố luôn hả gì? Dạ thành phố Long Xuyên. Ờ ngay ở trên thành phố luôn ha. À, còn tôi ở Vĩnh Thạnh, từ Vĩnh Thạnh tôi lên là khoảng 20 cây à, mới tới ngã tư đèn Bốn Ngọn. Dạ, quay lại đi. Ủa cái này là quay luôn hả chú? À, quay luôn á. Rồi, xong. Tôi quay cảnh thật không hả? À? Nói thiệt con chúng mà nói giả con chúng, nói đúng con chúng mà nói sai cũng đăng dính luôn. À, YouTube, à, Thuận Điền CT. Nên vậy là mình đã rớt ra ở phía sau rồi đó cô bác. Thì sau các cái cô bác đó hình như là dắt này là có đổ xăng vô hay gì mà đi nhanh dữ vậy ta, mất tiêu trơn à. Mình cố gắng bước nhanh nhanh để kịp theo đoạn của cô bác. Đôi mắt hết rồi không biết. Thì cái tuyến này á cô bác, cái tuyến này của mình là bằng nhựa nè. À, cái đường bằng nhựa, tuy cái đường bằng nhựa mình lội rất là dễ cô bác, nhưng mà nó cũng dễ cho mình bị phồng chân luôn. Nó cái chân của mình rất dễ là bị phồng do cái đường nhựa này nè.